Hắn mắt ta. Chúng ta biết chắc về Thánh Mát Ta qua hai giai thoại trong Tin Mừng. Khi bà nhiệt thành đón rước Chúa Giêsu, hay khi bà tính hát vô hạn vào Ngài trước cái chết của La-gia-rô. Mát Ta, theo tiếng Arameo, có nghĩa là bà chủ. Bà có hai người em là Maria và La-gia-rô ở làng Betania, là những người bạn thân tình của Chúa Giêsu. Người hay đến trú ngụ ở nhà họ để nghỉ ngơi sau những chuyến hành trình mệt nhọc. Martha đóng vai gia chủ đã tỏ ra rất hiếu khách và tận tụy. Ngày kia, trong lúc bận rộn với việc phục dịch, bà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa Giêsu đáp lại: "Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi." Như thế, Chúa Giêsu đã cho Martha biết rằng đối với người không có gì quý hơn một tâm hồn biết suy tư cầu nguyện. Martha đã hiểu và bà đã tuyên xưng đức tin vào ngày La-gia-rô từ trần. Bà báo tin cho Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Vượt đường xa, Chúa Giêsu đã đến, nhưng người cố ý đến chậm. Lúc ấy, La-gia-rô đã chết, nhưng đức tin của Martha vẫn không thay đổi. "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì hãy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy." Khi Chúa Giêsu cho biết người là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào người thì dù có chết cũng sẽ sống. Rồi người hỏi Martha: "Con có tin thế không?" Martha đã mau mắn tuyên xưng: "Vâng, thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian." Và bà không lầm, vì ngay sau đó, Chúa Giêsu đã phục sinh cho La-gia-rô. Tin mừng không nói rõ các bạn hữu của Thiên Chúa sẽ ra sao. Chắc chắn, Martha có mặt trong số những người phụ nữ theo Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và liệm xác người trong mồ đá. Có truyền thuyết nói rằng, ba chị em làng Betania đã bị người Do Thái bắt thả trôi trên một con thuyền không buồm, không chèo, không lái. Nhưng họ đã trôi dạt và cập bến Marseille, nước Pháp. La-gia-rô đã trở thành giám mục tiên khởi của thành này. Riêng Martha, Ngài đã rao giảng tin mừng ở Ais, Avignon và Tarascon. Một huyền thoại còn kể thêm việc thánh nữ tiêu diệt quái vật Tarasque. Dân chúng khổ cực vì con vật dữ tợn, mồm phun lửa, đuôi cắn xé. Thánh nữ đã dùng cây thánh giá áp đảo con vật, rồi trói chặt nó lại. Quái vật bị hạ sát và nó bị tiêu diệt. Người ta gọi nơi đó là Tarascon. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.